Top 5 dấu hiệu con trai thích bạn. Top 1, hay nhìn trộm. Những thằng con trai thích bạn thì nó sẽ nhìn bạn thật nhanh rồi liếc sang chỗ khác. Kiểu tụi tôi thấy mấy bà xinh quá, tụi tôi ngại. Còn mà nó nhìn bạn chầm chầm không chớp mắt như này thì các bạn hiểu rồi ha. Anh em, tắt người anh em số 1 của bạn vào để cùng ngắm gái chung coi. Top 2, giữ hình tượng. Dù cho hôm đó nó có chơi thể thao đến chảy mồ hôi nách mà nghe tin sắp gặp bạn thì nó sẽ lấy chai son nách cho nó lăn liền. Ví dụ nó sẽ lấy bộ sưu tập son nách IB Man của tôi lăn vào là hỗ trợ khử mùi liền, sẽ không để cho các bạn ngửi thấy bất kỳ một cái mùi hôi nào của nó cả. Và thậm chí là nó sẽ không để cho bạn thấy bị ướt dưới vùng cánh tay. Rất giữ hình tượng trong mắt của bạn. Wow. Hãy tắt người bạn thứ hai của bạn vào đây. Người có chiếc cánh xanh sạch và đẹp. À, sạch đẹp thôi, không có xanh. Top 3, điện giật. Mấy bạn có bao giờ thử đụng vào người nó xong rồi nó giật ra không? Không phải là không thích đâu. Điện giật đó, trời ơi, khoái thấy mẹ luôn. Bữa nào mấy bà thử đụng